Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Video này mới hướng dẫn cho tất cả anh chị rút cái đồng token từ dự án nhận 2.500 token BTBK này nha tất cả anh chị. Hiện tại nó có thông báo là chương trình nó cho rút là từ ngày mùng 10 đến ngày mùng 13 kết thúc nha tất cả anh chị. Đây là giao 2, hiện tại giao 3 nó sẽ sắp diễn ra nha tất cả anh chị. Rồi để tham gia gián em có để một cái phần link của nhóm đó anh chị join vào nha tất cả anh chị. Sau khi tất cả anh chị join vào, anh chị bấm vào một menu nha tất cả anh chị. Sau khi bấm vào một menu xong rồi anh chị nó sẽ lướt xuống nè, nó có nói nè du 2.500 phim đây thì có thông báo trên trang cộng đồng cá nhân của nó nghe các anh chị, thì em cũng làm biến dịch giao quá à. Rồi nó kêu du balance nè, nó kêu anh chị nạp cái địa chỉ được không, anh chị nạp cái ví BKBT nào thì anh chị lấy cái địa chỉ đó. Em thì thường dùng cái địa chỉ ETH tất cả anh chị. Mình khuyên tất cả anh chị chơi những cái con nào anh chị chỉ đừng có nạp tiền, đừng có bắt cái địa chỉ con đó vào, tất cả anh chị dễ quên dễ lộn lắm. Anh chị cứ việc bắt địa chỉ ETH vào đi, tự động nó mã hóa ra nha tất cả anh chị và các bạn. Mình xài một địa chỉ một cho nó dễ nhớ. Rồi anh chị copy lên cái địa chỉ đó nè. Rồi anh chị bắt vào nè. Nếu mà nó không có là tự động nó mã hóa vậy à. Giá hiện tại giá ga ETH nó sụt bởi vì mấy tục cặn nó cho rút nè. Rồi chị gỡ nè anh chị. Giúp mít su do messenger phan để em dịch cái này ra các tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm tiếp mình một tang anh chị. Rồi nó mới hiện ra cái mục withdraw. Phan đem dịch ra các tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm chưa. Rồi nó hỏi là what is your withdrawal, rồi nó hỏi là số tiền nhập, số tiền muốn rút là bao nhiêu. Tất cả anh chị lướt xuống đây là người ta, anh chị lướt xuống người ta, anh chị là ghép mình được 3.000 nè, anh chị bắt vào 3.000 nha tất cả anh chị. Rồi anh chị có bao nhiêu trong tài khoản của mình thì anh chị nhấp vào nghe, em được 3.000 nè, 1 2 3 phan ba em kiểm tra lại cái nữa anh chị. Này rút tiền em làm 3.000 3 số 0 hả ta. Rồi tất cả anh chị gỡ nha tất cả anh chị. Rồi anh chị bắt cái địa chỉ BKBT là cái địa chỉ với RC em. Ủa bởm mình phan tất cả anh chị, bởm em gỡ lộn mà. Bởm gỡ cái gì nè. Ờ như con này nó chạy trên nền tảng BNB, nó có một cái giao diện là nó, thì anh chị cứ làm theo mình đi nghe tất cả anh chị. Rồi anh chị bắt cái địa chỉ ETH RC mới tiếp tục nha tất cả anh chị. Phàn để em địa chỉ tiếp. Chết mãi. Rồi phàn tất cả anh chị. Chị chờ em chút nha. Rồi tiền con này nó hơi khó khăn chút nha tất cả anh chị. Rồi anh chị bắt vào nè. Anh chị cứ bắt thì chị ETH thì không sao đâu. Rồi nó có kêu tất cả anh chị gửi vào cho nó địa chỉ nè. Ví dụ như ETH thì tất cả anh chị nạp vào ví này 0.05 ETH nè. Rồi nếu mà cái đồng TDX thì anh chị gửi 70 đồng TDX vào địa chỉ ví này nghe tất cả anh chị. Còn BNB thì 0.006 BNB nghe tất cả anh chị. Còn đồng DOT thì 7.DOT. Đồng LTC thì 0.04. Rồi như vậy là em đã hoàn thành dự án tất cả anh chị. Anh chị nhớ cho em xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ em nhé. Tại hiện tại con này nó rút tiền nó hơi có khó khăn chút. Mỗi cái con bot nó kiểu khúc tiền khác nhau nên em cũng không có. Giờ thôi gì em chào tạm biệt tất cả anh chị.